Cho nên Khẩu nghiệp Không nên tạo nữa Chúng ta nhìn thấy Nghe người khác tạo khẩu nghiệp Mà sanh tâm thương xót Họ không biết được là Họ vẫn còn ngu si Chúng ta hồi đáp cho họ Chính là câu a di đà Phật Tuyệt đối bạn không nên phê bình họ Bạn sẽ sai Bạn lại tạo khẩu nghiệp Tôi nói những lời này Tôi lại tạo khẩu nghiệp rồi <laughs> Các bạn nghĩ cái đạo lý này Phải nghĩ cho thông Vậy làm sao tôi mới không tạo khẩu nghiệp a di đà Phật a di đà Phật Như vậy thì không tạo khẩu nghiệp Để cho họ nghe thật nhiều câu a di đà Phật Thì dần dần thì họ sẽ giác ngộ Một lần hai lần Thời gian ngắn họ nghe chưa hiểu Thời gian lâu dài thì họ sẽ hiểu Họ mới hiểu được bạn thật sự có ý tốt Giúp đỡ họ Thức tỉnh họ Nhất định không nói lỗi lầm của họ Chỉ có một câu a di đà Phật đối đãi với họ Điều này thì được Hơn nữa a di đà Phật sẽ gia trị cho họ Ở trong viên trung sao Có nói chỉ có Thế Tôn Nhiều đời, nhiều kiếp Nói lời thành thật Cho nên Cảm được tướng lưỡi rộng dài Không giống với người thông thường nhưng mà tướng lưỡi rộng dài có thường tướng có hiện tướng thường tướng là tướng lúc bình thường cái lưỡi này ở trong miệng hiện tướng là khi thè cái lưỡi ra có thể che cả khuôn mặt cái lưỡi thì rất mỏng có thể che hết cả khuôn mặt trên đỉnh có thể đụng đến tóc cái tướng này nó có tác dụng chính là chứng minh cho mọi người lời của tôi nói là sự thật mọi người nhìn thấy cái tướng này đối với lời chân thật của Phật thì không hoài nghi Phật thể hiện cái tướng này năm xưa khi còn tại thế rất nhiều ngoại đạo nhìn thấy cái tướng này thì rất là khâm phục liền quy y Phật Đà liền đi theo phật học tập cái điểm này chúng ta phải biết tuy là đệ tử của phật nhưng mà phật không bảo họ thay đổi đạo của họ ở trên kinh chúng ta xem thấy chúng ta thường đọc kinh địa tạng trong cái địa tạng có cô gái bà la môn cô quy y phật giáo tiếp nhận sự giáo huấn của phật nhưng cô vẫn theo đạo bà la môn bà la môn là một tôn giáo ngày nay chúng ta nói là đa nguyên văn hóa cho nên phật là sự giáo học cho dù bạn tín ngưỡng tôn giáo nào bạn đều có thể học được hoàn toàn không phải bắt bạn cải đổi tôn giáo chỉ cần bằng đến học là được rồi học cái gì học trí huệ đoạn phiền não phá nhị chướng khai trí huệ thành phật đạo thành phật đạo chính là chứng giác ngộ cứu cánh viên mãn đây gọi là thành Phật Đạo Cho nên Phật giáo hiện nay Biến thành tôn giáo Năm xưa thì không phải là tôn giáo Năm xưa Thức Ca Ni Phật Đi khắp nơi dạy học Nghe hoàn toàn Không phản đối tôn giáo Hoàn toàn không bài trừ tôn giáo Cũng hoàn toàn không miễn cưỡng ép bạn Bạn nhất định phải bỏ tôn giáo của bạn Mà đến chỗ của ta để học không có cái đạo lý này chúng ta ngày nay kỳ thị tôn giáo của người khác như vậy là sai rồi hiện nay chúng ta biết được hết thầy tôn giáo thần linh mà họ tín ngưỡng tất cả đại đức tổ sư sáng lập tôn giáo các ngày từ đâu mà đến các bạn biết được hay không vẫn không phải là duy tâm sở hiện duy thức sở biến hay sao bạn hiểu được cái đạo lý này là bình đẳng không phải là người khác Dùng danh từ Phật Pháp để mà nói là Pháp tánh Pháp tánh là như nhau Một cái là Pháp tánh Một cái là tánh thức Pháp sư Trung thôn Khang Long của Nhật Bản Lần đầu tiên tôi gặp ông là 3 năm trước. Ông đã 97 tuổi rồi, năm nay là 99 tuổi. Ông nói với tôi, tất cả những người sáng lập ra tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Lời nói này rất có đạo lý. Bạn xem ở trong phẩm phổ môn có nói Bồ Tát quan thế âm Muốn lấy thân gì để độ thì Ngài hiện ra thân đó Muốn lấy thân Chúa Giêsu Để độ thì Ngài liền hiện thân Giêsu. Muốn lấy thân ala Để độ thì Ngài liền hiện thân của ala Giáo sư truyền giáo của Đạo Hội là Allah bạn thích đạo gì thích học với người nào thì ngài liền hiện cái tướng đó cho bạn xem chỉ là một người lão hòa thượng trung thôn nó có đạo lý vô cùng tôi đi thăm ông ông rất là vui chúng tôi cùng nhau nói chuyện những vị đệ tử của ông ở bên đó cũng có một vị tuổi tác tương đương với tôi sau này có nói với tôi cả cuộc đời của lão hòa thượng chưa hề nói những lời như vậy điều này chúng ta không thể xem thường phật giáo nhật bản không thể nói phật giáo của nhật bản không có người tài thật sự là có nhân tài tiềm ẩn người thông thường không biết được ông bình thường không nói có nói thì không ai hiểu nói ra thì sợ rằng mọi người phản đối không thể chấp nhận lúc tôi qua đó ông đối với tôi tôi đã chấp nhận tôi nghe rồi rất là vui đích thực là có điều này